Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Technology và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam PTIT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo và việc làm cho sinh viên. Theo đó, VNPT Technology sẽ phối hợp cùng PTIT trong các hoạt động thường niên liên quan tới hoạt đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên học viện. Cụ thể, VNPT Technology sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống học liệu chuyên ngành, tài trợ xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho sinh viên học viện. Hàng năm, VNPT Technology sẽ tổ chức các đợt trao tặng học bổng, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên của học viện được tham gia các khóa đào tạo thực tập tại doanh nghiệp. Về phía PTIT, Học viện sẽ phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho VNPT Technology. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này được xem là cầu nối giúp sinh viên có môi trường tiếp xúc thực tế với doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nâng cao năng lực của sinh viên, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.